Bạn đã từng tuyệt vọng chưa? Đôi khi đằng sau hy vọng lại là sự tuyệt vọng đến cùng cực. Rõ ràng là có lợi thế nhưng lại thấy thật đen tối. Rõ ràng được cứu nhưng lại giống như bị cả thế giới bỏ rơi. Hôm nay, Tofu xin giới thiệu bộ phim Quái vật sương mù. Đừng hỏi tại sao, bạn hãy chuẩn bị tâm lý xem review là được. Bắt đầu phim là một màn sương mù từ xa đang ập tới. Nhìn sự tàn phá của nó khiến người ta cảm thấy lo sợ. David chở con trai đi siêu thị mua thức ăn. Trên đường đi nhìn thấy rất nhiều xe quân đội đang đi về hướng nhà mình. Đến siêu thị, điện thoại không có sóng, điện thoại công cộng thì không gọi được. Chuông cảnh báo đột nhiên reo lên. Một ông lão cả người đầy máu chạy về phía họ, hét lên: Mọi người cứu ông, nhưng họ cũng hoảng sợ khi nhìn thấy đám sương mù dày đặc trôi tới. Mọi người trong siêu thị đều tập trung trước cửa chính. Sương mù bao phủ toàn siêu thị, sau đó động đất dữ dội. Một người phụ nữ trung niên run sợ, đứng dậy nói: Đến giờ rồi, tôi phải đi nhà trẻ đón con tan học. Cô ấy một mình bước ra khỏi siêu thị, không quay lại nữa. Con trai David vì sợ quá nên phát sốt. David đến nhà kho tìm chăn cho cậu bé, phát hiện cánh cửa cuốn đang di chuyển. Cậu thanh niên trong siêu thị mở cửa ra. Bên ngoài, ngoài sương mù ra thì chẳng có gì. Cậu thanh niên cười nhạo David nhát gan. Bỗng nhiên một cái xúc tua xuất hiện, kéo cậu thanh niên ra, cuốn chặt cậu ấy trên không. David lấy búa đập vào con quái vật, nhanh chóng đóng tấm cửa xếp lại, lấy rìu chặt đứt xúc tua của nó. Anh ấy nói với những người ở siêu thị, trong sương mù có quái vật. Bọn họ nghĩ rằng anh ấy là một tên điên, nhưng khi nhìn thấy vũng máu và nửa đoạn xúc tua còn bên trong, họ đã tin anh. Mọi người chuyển hàng hóa ra chắn những tấm kính, nhưng có một số người không đồng ý với cách làm đó nên đã tranh cãi, không tin trên đời này có quái vật. Đám đông lại lớn tiếng cãi nhau. Một người phụ nữ, người theo chủ nghĩa hiện thực, kêu gọi mọi người đừng tin vào mấy chuyện quái vật ấy, tung tin rằng thế giới sắp tận thế. Cô ta lại nhảy không ngừng. Người phụ nữ khác tiến tới tát cô ta một bạt tai. Không gian yên tĩnh lại, có vài người muốn ra ngoài xem thử. David bước đến, tay cầm một cuộn thừng. Anh ấy nhờ những người ra ngoài dò đường và để giúp họ không bị lạc trong sương mù. Họ cột dây thừng vào người, đi được chưa xa thì đã bị thứ gì đó ném lên không trung. Không lâu sau thì rơi xuống. David nhanh tay kéo dây thừng về. Người không còn, chỉ còn một cặp chân, phần trên đã bị ăn mất. Bây giờ tất cả mọi người đều tin bên ngoài có quái vật. Buổi tối quái vật đập vỡ kính xông vào siêu thị, bắt đầu giết người, hút máu với quy mô lớn. Khi David đang ra sức chống chọi lũ quái vật mũi khổng lồ, thì một con bay đến chỗ người phụ nữ hiện thực kia nhưng không giết cô ta. Cứ như ở cô ta có gì đó. Sau vài lần bị quái vật tấn công nhưng không giết, cô ta lại nhảy, mắng chửi David. Anh ta không thèm nói gì. Một số người đã bị thương nặng. David cùng một số người chuẩn bị sang tiệm thuốc bên cạnh tìm ít thuốc. Lúc này người phụ nữ kia lại ngăn cản bọn họ. Cô ta nói, hành động của các người đang xúc phạm Thượng Đế, quái vật sẽ lại đến. Cô ấy không cho David đi. Một bà già ném hộp thức ăn vào đầu người phụ nữ đó. Bà ấy mắng chửi người phụ nữ. Cả hai bên lại xông vào ẩu đả. Không gian trở nên yên tĩnh. Khi họ đến được tiệm thuốc, chỗ nào cũng là mạng nhện và người chết. Họ phát hiện một quân nhân đang hấp hối. Anh ta liên tục nói xin lỗi. David định cứu anh ta ra nhưng đã quá muộn. Lúc này quái vật cũng đã phát hiện ra họ, lại chống chọi một trận. Cuối cùng họ cũng thoát khỏi vòng vây của lũ quái vật. Về đến siêu thị, David bắt đầu nghi ngờ, cảm thấy sự xuất hiện của quái vật có liên quan đến quân đội. Trong nhóm người vừa hay có ba quân nhân, anh quyết định hỏi cho rõ. Hai người trong số họ đã treo cổ tự tử. Họ tìm thấy người thứ ba đang bị người phụ nữ kia uy hiếp nói ra sự thật. Quân đội thực hiện một thí nghiệm bí mật muốn mở ra cánh cổng đến thế giới mới. Cửa đã được mở nhưng cũng đã thả quái vật ra, bắt buộc phải giữ bí mật với bên ngoài. Nghe người quân nhân nói xong, mọi người cực kỳ giận dữ. Chúng tôi bị nhốt ở đây thì ra đều là do các người. Một số người vì tức giận mà xông vào đánh anh quân nhân rồi vứt ra ngoài cho quái vật ăn. Anh ta điên cuồng gào thét kêu cứu. Cầu xin họ mở cửa, anh ta gọi khan cả cổ, nhưng cuối cùng vẫn bị quái vật lôi đi. Nhìn thấy kết cục của tên quân nhân, ai cũng nở ra một nụ cười mãn nguyện. David lại cảm thấy hành vi của mọi người quá ác độc. Anh ấy bàn với mấy người nữa lái xe rời khỏi đây. Người phụ nữ kia lại nhảy ra lải nhải chống đối anh, nói rằng những chuyện họ làm sẽ khiến quái vật càng dữ tợn hơn. Chỉ cần giết họ sẽ làm nguôi cơn giận của quái vật. Mục tiêu đầu tiên là con trai của David. Anh ấy không nhịn nổi, đã bắn hai phát vào người phụ nữ đó. Họ rời khỏi siêu thị, chạy ra xe nhanh chóng rời đi. Trên đường nhiều người bị chết, thành phố toàn là xác. Về đến nhà, phát hiện vợ mình đã chết, chỉ có thể quay đầu chạy đi thật xa. Thế giới bây giờ là một cảnh tượng thê thảm, khắp nơi mạng nhện treo đầy xác người. Trong sương mù quái vật bay lảng vảng phía trên, họ đã trốn khỏi sự đuổi bắt của chúng, nhưng lại không chạy thoát khỏi tử thần. Xe hết cạn xăng, dừng lại bên đường. Mấy người này toàn là người già và phụ nữ. Họ vốn không thể giết chết được quái vật, chỉ đành chịu trở thành bữa tối của chúng. Trong đầu họ bây giờ còn lại là sự tuyệt vọng. So với việc chờ đợi nguy hiểm không biết lúc nào ập đến, thì tự kết liễu thế là xong. Lúc này con trai David tỉnh lại, 5 người, 4 viên đạn,
cuối cùng sẽ có một người phải chịu đựng sự tuyệt vọng. Tiếng súng lần lượt nổ. David ra sức bóp cò, hy vọng còn một viên đạn cho mình. Cuối cùng anh xuống xe, bước vào trong đám sương mù chết chóc kia. Nhưng những chiếc xe tăng chở lính quân đội và những chiếc xe chở những người còn sống sót chạy ngang qua anh. Sương mù dần tan, giờ anh mới biết sự tuyệt vọng đáng sợ nhất là gì. Chính là không cố gắng cho đến phút cuối cùng. Đây mới chính là sự tuyệt vọng trong anh. Cảm giác đau khổ, hối hận ập đến, David quỳ xuống đất. Chỉ một lát nữa thôi thì mọi chuyện sẽ ổn, mọi người sẽ được cứu. Nhưng bọn họ đã bỏ cuộc, và chính anh cũng muốn thế. Nên nói là anh lại may mắn hay là đau khổ. Phim đến đây là kết thúc. Kết cục tăm tối này khiến rất nhiều người không thể chấp nhận. Rõ ràng là ngập tràn hy vọng, nhưng đối với David chỉ có sự tuyệt vọng không thể nào dứt ra nổi. Đúng như một câu nói trong phim, loài người toàn là kẻ ngu dốt. Khi nguy cơ đến, tất cả lòng dũng cảm và tự tin đều không còn. Có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy khó hiểu và tiếc nuối cho việc làm của David. Nhưng nếu đặt chúng ta vào vị trí của những người đang chống chọi đó thì sao? Không biết bất kỳ chuyện gì ở bên ngoài, liệu chúng ta còn giữ được một phần lý trí như bây giờ không? Hi, fan của Tofu. Hiện tại, team Tofu mình đang thiếu nhân sự, nên không thể sản xuất được nhiều phim cho các bạn xem. Các bạn hãy đón xem phim mới vào khung giờ từ 17 cho tới 21 giờ. Vào các khung giờ khác thì team mình sẽ re-up lại cho fan mới. Mong các bạn thông cảm. Các bạn nhớ like, share và follow trang của Tofu để ủng hộ team mình nha.